các bạn thân mến, cuộc sống ngày càng phát triển thì nhu cầu về các đồ dùng phục vụ cho công việc nội trợ phải đảm bảo được các yếu tố như đẹp, tiện dụng và an toàn ngày càng được chú trọng. Tuy nhiên, các sản phẩm trên thị trường hiện nay thì mới chỉ đáp ứng được các yếu tố như đẹp và tiện dụng mà chưa thực sự chú trọng đến yếu tố an toàn. Đặc biệt là có những sản phẩm bát đĩa tưởng chừng vô hại nhưng lại chứa hàm lượng chì vượt mức quy định, gây ra nguy cơ nhiễm độc cao cho người tiêu dùng. Vì lý do đó mà hôm nay Hương Giang muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một thương hiệu pha lê có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ đẹp, tiện dụng đến an toàn cho sức khỏe để quý vị có thể yên tâm sử dụng trong thời gian dài. Đó chính là thương hiệu pha lê Nestman nhập khẩu từ châu Âu. Nestman là thương hiệu pha lê cao cấp hàng đầu tại Đức. Nestman là sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế và nghệ thuật thổi thủ công truyền thống của Đức. Những sản phẩm trong suốt hoàn hảo không tì vết với thiết kế độc đáo đã tạo nên danh tiếng lâu bền cho Nestman. Đây cũng là một trong những nhà sản xuất pha lê có sản phẩm thân thiện, an toàn nhất với môi trường và sức khỏe con người. Nestman đảm bảo mang đến các sản phẩm pha lê không chì, thành phần chủ yếu là hợp chất silicat và parioxid, tuyệt đối an toàn khi sử dụng. Với bí quyết chế tác được lưu truyền từ hơn 175 năm, Nestman đã kết hợp khéo léo giữa kỹ thuật chế tác thủ công và công nghệ tiên tiến hiện đại để cho ra đời những sản phẩm có kiểu dáng và công năng sử dụng rõ ràng, rất tiện dụng cho cuộc sống hiện đại. Nestman có mặt trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, các sản phẩm pha lê Nestman được nhập khẩu và phân phối bởi Modern Life. Hãy cùng chúng tôi lựa chọn những mẫu sản phẩm tiêu biểu của Nestman cho gia đình mình. Bộ sản phẩm Bossa Nova gồm có đĩa cỡ nhỏ 23cm, đĩa cỡ to 32cm và bát. Bossa Nova là bộ sản phẩm mang hơi hướng của những năm 1960. Với họa tiết đan xen tinh xảo, Bossa Nova mang đến ấn tượng đặc biệt. Bossa Nova là pha lê không chì, sản xuất theo tiêu chuẩn của Đức. Cẩn thận từ khâu chọn nguyên liệu, được nung ở nhiệt độ cao trên 1.500 độ C. Vì vậy, hoàn toàn có thể yên tâm về độ trong, độ bền và không chứa chì, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Bossa Nova dùng để đựng thức ăn, hoa quả, góp phần làm tăng sức hấp dẫn của mỗi món ăn. Bộ sản phẩm Mambo gồm có đĩa Mambo cỡ nhỏ 23cm, đĩa cỡ lớn 32cm và bát Mambo. Ấn tượng, độc đáo, gần gũi với thiên nhiên là những gì mà bộ sản phẩm Mambo mang đến. Với hình dáng là chiếc lá kết hợp với những đường gân cong mềm mại cầu kỳ. Mambo là sản phẩm kết hợp được yếu tố kỹ thuật hiện đại và sự tinh xảo đến tỉ mẩn của nghệ thuật thủ công. Mambo là pha lê không chì, vừa là đĩa đựng thức ăn, vừa có thể dùng để trang trí trong không gian bếp của gia đình bạn. Bộ sản phẩm Samba gồm có đĩa Samba cỡ nhỏ 23cm, đĩa cỡ lớn 32cm và bát Samba. Những chiếc đĩa với đường vân hình xoắn ốc tạo cho chúng ta có cảm giác lạc vào thế giới của những điệu múa thiên nga bay bổng, bữa ăn như ngon hơn và lãng mạn hơn. Giống như tất cả các sản phẩm của Nestman, Samba nhẹ mà bền. Màu sắc và độ sáng bóng không bị mai một theo thời gian. Nghiên cứu cho biết, bề mặt pha lê có độ chịu lực tốt, không dễ bị lực làm cho vỡ hoặc sứt mẻ. Dùng an toàn trong máy rửa bát. Các bộ sản phẩm đĩa pha lê không chỉ mang thương hiệu Nestman là những tác phẩm đẹp, tô điểm thêm không gian gia đình, là món quà ý nghĩa dành tặng bạn bè, người thân vào dịp đặc biệt. Cùng Nestman để ngày thường trở nên đặc biệt. Để đặt mua 3 bộ sản phẩm pha lê không chì mang thương hiệu Nestman, quý vị có thể gọi điện đến số điện thoại đang hiện trên màn hình để được giao hàng đến tận địa chỉ yêu cầu hoặc tới trực tiếp showroom của Modern Life tại Vincom Bà Triệu, Royal City Nguyễn Trãi, Tham City Minh Khai hoặc The Garden Mỹ Đình. Hoặc đơn giản, quý vị có thể mua hàng trực tuyến trên website modernlife.vn. Còn bây giờ, Hương Giang xin chào và hẹn gặp lại!